Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người một trận đấu giải ở cái giải hôm nay. Mọi người cùng xem nhé. Thì đây là một trận đấu cáp. Ở gần đây thì mạng rất là lag và mình live stream thì như anh em thấy cái trải nghiệm nó cũng không được thực sự là tốt. Rồi vừa rồi thì mình dùng 4G mới có thể là vào quay lại trận đấu được. Còn để wifi thì nó cũng quay như đoạn vừa rồi mọi người thấy. Thì tiếp tục với cái câu chuyện của mình đang nói bây giờ, đó chính là có mạng rất là lag. Vì vậy là có lẽ là mình sẽ đợi đến hôm nào đó mạng nó tốt hơn thì mình sẽ live stream và tiếp tục cái công việc là gửi nó đến mọi người những trận đấu hay và cũng như là những buổi tối vui vẻ. Chứ còn đến như mấy hôm gần đây thì mạng méo như vậy, người chơi thì chơi rất là khó chịu và người xem thì cũng thấy cái điều tương tự. Rồi trở lại với cái trận đấu chúng ta ngày hôm nay. Đây thì là bên kia là cáp, tốc độ thì cũng khá là nhanh, không phải là quá chậm. Và về việc nhặt hộp thì chắc là mình không cần phải nói nhiều đâu. Nó đỏ thì sẽ cũng nhặt được hơn ở cái thời điểm hiện tại, theo như mình thấy là vậy. Còn sau cái phiên bản cập nhật mới thì có lẽ là bên mình sẽ bị thua thiệt hơn. Rồi có cái hộp ở đây, liệu có kịp nhặt không? À vẫn nhặt được. Có vẻ là nhặt hộp ổn đấy, tuy nhiên thì lên nhà lại không ổn được như việc nhặt hộp. Nhưng mọi người thấy là bên mình xây công trình chậm hơn một chút. Và cái này nó cũng sẽ ảnh hưởng khá đến cái việc là ra cái lượng tài nguyên của bên nhà mình. Đây thì bắt đầu ra xe 1, nhím và cũng như là có vài con lính ở đây. Này chủ yếu để nhặt hộp đầu là chính thôi. Này thì đã lên thành công trung đường chỉ cấp 3. Và bên mình sẽ xây thêm các cái công trình khác phục vụ cho cái việc là sản xuất cái lượng tài nguyên. Có xe 1 được cắt cử sang cái bên phía nhà địch để có thể trinh sát. Không biết là với trận đấu này thì bên mình sẽ đánh như thế nào, liệu có chơi nhặt hộp không, nhặt bí không, hay là sẽ chơi kiểu như là đánh đôi công. Bên kia thì đang áp trung tâm dịch vụ 4 rồi, có một cái xưởng máy bay, có một cái xưởng sân bay và các công trình khác nữa. Nhà mình thì cũng là cái điều tương tự, cũng vừa mới lên 4 xong, đã có một vài con nhím ở đây. Trên bản đồ thì mọi người thấy đó, xuất hiện khá là nhiều các cái điểm nhặt bí rồi. Tuy nhiên thì bên mình cũng không nhặt, bên kia thì nhặt nhiều hơn, đã được 2 quả rồi. Tuy nhiên mà đánh tướng và đi nhặt bí thì nó cũng sẽ khá là fine đấy. Đoạn đầu thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu, mà càng về sau thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều nếu mà không ai ăn những quả bí thối. Và tất nhiên ăn những quả bí đẹp thì là chúng ta vẫn sẽ được có cái lợi thế cực kỳ lớn. Và mỗi người sẽ có một kiểu chơi. Ở đây thì bên mình mọi người thấy không chơi nhặt bí cả, mà quyết định là đánh kiểu như là một trận PVP thôi. Bắt đầu ra thêm xưởng máy bay và thêm cả sân bay nữa. Khói thì một con đầu tiên đã được xuất xưởng rồi. Giang vua thì ở đây mới chỉ là 2 con thôi. Bắt đầu cắt cử lính đi để nhặt quả bí. Có nghĩa là bên mình vẫn quyết định nhặt bí thì phải. Được, một quả bí xấu, nhưng mà quả bí xấu như vậy thì nó lại không phải là quá là đáng kể. Vì bí xấu mà nó giết quân mình ở trong cái quả đấy thì thường thường thì người chơi sẽ chỉ cho 1 đến 2 con lính nhặt bí đấy, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn nếu mà cho một đám quân đi nhặt ấy thì cũng sẽ khá là khoai. Nếu một đám quân đó chết hết thì là bên mình sẽ mất đi một lượng tài nguyên cũng như là một lượng thời gian rất là lớn để có thể xây dựng lại một cái hệ thống quân như vậy được. Con khói thứ hai đã được sản xuất ra. Với 2 con khói thì chắc chắn là bên mình sẽ kéo đi tấn công thôi, chứ cái việc ra khói mà lại không đi tấn công thì rất là phí. Ở trên cái khu vực bản đồ ấy thì mọi người thấy này, nếu mà bí chúng ta không nhặt ấy thì nó chỉ duy trì ở 5 quả thôi đấy. Vì vậy là mọi người hoàn toàn có thể chơi kiểu giữ bí cũng được. Thì là khi mà đi nhặt bí nó sẽ có những cái bất cập như đây này. Ở bên kia nhặt bí và đã ra quân của mình, tuy là chỉ là mấy con đơn vị ở đất này thôi nhưng cũng phải tốn thời gian. Và để có thể tiêu diệt được nó thì đây là ngay đoạn đầu, những đơn vị nó chưa phải những đơn vị nặng,
về sau thì nó sẽ là Zhangwu và các cái đơn vị hạng nặng thì nó cũng sẽ khá là khoai. Đến tận gần 10 phút rồi, chưa bên nào có một cái số lượng bí quá đáng kể cả. Hai bên dường như không tập trung quá vào nhặt bí, họ nhặt là nẹt đẹp thôi. À, bên kia bắt đầu ép quân vào tấn công nhà mình thì không có cái gì để thủ cả, bắt đầu có khói ra đây rồi, mọi người thấy đó. Đám quân này thì vẫn chưa quyết định đưa về, vẫn chỉ đang đứng quân ở đây thôi, chưa kéo về. Nhà thì đang bị áp sát vào cực kỳ là mạnh. Ở bên kia chơi rất là chiến. Nhà thì với 3 răng vua và 2 khói thì đang cố gắng thủ. Một con răng vua đã từ trần rồi. Tiếp tục thì vẫn có răng vua được sản xuất ra thêm ở nhà. Lúc này thì đám khói này bên mình bắt đầu kéo về. Đấy, tạo thành cái thế gọi là thế gọng kìm. Tấn công vào cái hệ thống quân của bên phía đội bạn. Nhưng mà bên kia thì quân như mọi người thấy đó là số lượng có vẻ là cũng khá khá đấy. Tuy nhiên thì lại bị tấn công của hai đầu. Nên là không biết nên làm gì. Ở nhà thì do là không hệ thống vòng không và vượt. Và vẫn có vơ tích đây đấy. Nhưng mà bên kia lại chưa thấy sử dụng vơ tích để đáp trả lại cái lối sát thương vào quận máy bay của bên mình. Một tên dùng máy bay để tiêu diệt, cố gắng tiêu diệt đi máy bay ném bom của bên kia nhưng mà cũng không thể thành công được. Ở bên đây thì quân của bên phía đối thủ đã bị tiêu diệt sạch cái đoàn quân tấn công của nhà mình. Quân bộ của mình thì vẫn còn nguyên nhưng mà quân mặt máy bay thì đã bị chết hết và nhà thì cũng bị thiệt hại một cái lượng công trình khá là lớn. Ở sân bay của mình đã bị bên kia dùng vô tích tiêu diệt và tiếp đến thì lại là một con khói nữa. Này không để ý bật khói nên là cũng đã bị bên kia lụm mất. Này thì với cái việc là có quân thì bên mình bắt đầu đẩy luôn đi để thử tấn công. Điều này cũng được thôi vì là các công trình thì mình book item tái thiết thì nó cũng khá là nhanh chóng để có thể dựng lại được. Còn với lượng quân muốn sản xuất một cái lượng lớn thì cũng phải mất một thời gian khá là dài. Còn bên mình bắt đầu tụ tập một cái quả bí này để nhặt bí và tích tụ, đợi quân gom kiểu như là hòm hòm một chút thì đi tấn công. À không, lại không nhặt bí rồi, vẫn đang đảo ở đây. Búp item vâng, rất may là một quả bí tốt. Nếu một quả bí xấu thì có lẽ là một vài đơn vị của mình đã phải nằm xuống rồi. Lượng nhím ở trong cái đám khói nó không phải là quá nhiều, khiến cho vertex của bên kia bay lượn tấn công gây sát thương cũng khá là dễ dàng. Với việc là bốn khói thì mình đi tấn công một đường ấy, nó cũng sẽ có cái hay mà nó cũng có cái không ổn. Nếu mà đi vào cái cung đường xấu bị ăn ném bom thì có thể rất có thể là nguyên một đám quân sẽ ra đi. Đấy. Và với bốn khói thì như mình thì mình sẽ chia làm hai ngã để có thể tấn công. Đấy. Tạo áp lực từ nhiều hướng khiến quân địch sẽ mất thời gian và hoang mang hơn rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì mỗi người có một cái xử lý về quân riêng. Ở nhà mình khả năng phòng không gần như là không có, mình mới thấy này. Và con nhím mấy con máy bay này thôi cũng không phải là quá đáng kể. Nếu bên kia ra nhiều vô tích mà tấn công rỉa vào nhà mình thì gần như cũng sẽ rất là phai. Bên mình vẫn đang điều quân loanh quanh ở khu vực này, chưa có ý định là tấn công ngay. Ở bên kia thì nội cũng có sự trinh sát và nhà cũng có cả ném bom nữa. Việc mà tấn công vào đấy thì cũng khá là nguy hiểm nếu mà mình chưa biết chắc là cái hướng mình tấn công nó có gì. Vì khi mà bên kia là nhà ở trên đồi ấy, thì mình đi vào nó cũng sẽ không hề dễ dàng. Vâng, khá là nhiều hệ thống phòng không được dàn dựng ra ở bên nhà địch. Một pha vừa rồi dùng máy bay để trinh sát, tấn công nhẹ để trinh sát là chính thôi. Lúc này bắt đầu đã có thêm một đợt khói nữa được đẩy lên khu vực giữa map này. Và có lẽ thì lúc này bên mình sẽ quyết định là tấn công với hai hướng. Theo như mình nghĩ là vậy, khi mà cái đàn khói lên. Và khi mà có khói lên thì bên kia chắc chắn là sẽ phải tổng lực để phòng thủ lại. Chứ không thể nào mà để cho khói bên mình nhơ được. Hướng bên đây là một hướng cũng khá là quan trọng đối với phía đối thủ. Khi mọi người thấy bên đây thì hệ thống hai cái nhà sản xuất máy bay ở khu vườn này. Và đây chắc chắn là sẽ có một xưởng sản xuất máy cấp 3. Vì vậy là
khi bị phá hủy thì các sở máy bay thì bên kia sẽ rất là khó khăn. Một pha điều quân nhưng mà chưa được hợp lý lắm, khiến cho những đơn vị quân đi sọc sạch như mọi người thấy này, và làm cho các cái đơn vị này bị ăn đạn đến từ hệ thống Vortex của bên kia. Và một pha tấn công vào đây, bên kia dường như đã có ném bom ra để ném, tuy nhiên thì ném trượt, không gần như là không gây lượng sát thương quá nhiều. Với mình thì đã kịp thời phá hủy đi một cái hệ thống nhà máy bay ở khu vực đây rồi, còn một cái nữa vẫn đang cố gắng giao tranh với lại máy bay của địch. Hướng ngược lại thì mình bắt đầu điều khói vàng, do là máy bay thì có ném bom của cả Vortex, tuy nhiên là hệ thống bộ thì lại quá mỏng, không đủ cái khả năng giữ chân các cái đơn vị khói của bên mình để khói đi vào một cách quá là dễ dàng. Nó không hiểu tại sao trận này các đánh như thế này, nó hoàn toàn có thể là xây tường để bịt cái hướng đi của mình đấy, vì là quân bộ nó không có nhiều ấy, thì là xây tường là một cái biện pháp cực kỳ là hữu hiệu. Và khi mà bên mình lọt được vào khu vực trong này thì hướng bên đây hút quân rất là nhiều rồi, hút quân bộ rất là nhiều rồi. Hướng còn lại thì kia chỉ có thể dùng máy bay 2 để thủ, máy bay 2 và máy bay 3 để thủ thôi. Nhưng máy bay 3 thì đã bị phá hủy cái sân bay rồi, và nó đã bay ra ngoài, không thể nào mà ném được nữa. Vortex thì gần như là bị vô hiệu hóa bởi cái việc là bên mình bật khói lên. Lúc này thì rớt bắt đầu đi ra đây, tuy nhiên là số lượng không phải quá nhiều, và nó đi không đúng hàng đúng lối, không có góc đẹp. Bên mình thì bắt đầu tấn công ở các cái đơn vị này, xe giáp thì cũng đã bị tiêu diệt rồi, cố gắng xây lại cái hệ thống sân bay, tuy nhiên thì sẽ rất là khó khăn, cho dù cũng xây lại được thì cũng sẽ không thể nào mà làm gì ngay được. Hướng đằng trước này thì bên mình cũng lại tiếp tục đẩy lên một cơn khói và giằng cua. Lúc này thì bên gần như là bên đội bạn không còn khả năng phòng quá nhiều. Vortex thì sẽ không thể nào mà tấn công nếu mà không thể nhìn được ở trong khói. Có xây những cái nhà lính ra để giúp gọi là đạt cái lượng tầm nhìn, nhưng mà cũng không thể nào mà thành công được. Và trận chiến thì đã nhanh chóng kết thúc. Bên kia cũng cố gắng ra thì máy bay ném bom và làm những gì có thể, tuy nhiên là đã không thành công. Phần thắng thì cuối cùng vẫn nghiêng về phía mình. Cảm ơn người đã xem nhé. Chào biệt mọi người.